chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. El Sinmet cảnh báo kịch bản tận thế hạt nhân nếu NATO kết nạp Ukraine. Tỷ phú elsen tin rằng cam kết của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO giống như một cảnh trong bộ phim về Ngày Tận Thế Hạt Nhân. Đây thực sự là cách Bộ phim về ngày tận thế hạt nhân bắt đầu, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk bình luận trên trang mạng xã hội X trước đây là Twitter hôm ngày 5 tháng 4. Ông đã chia sẻ đoạn video từ bộ phim truyền hình Mỹ The Day After năm 1983, mô tả một cuộc chiến tranh hạt nhân hư cấu giữa Mỹ và Liên Xô. Bộ phim được chiếu cho khán giả Liên Xô vào năm 1987 khi hai siêu cường đang đàm phán một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng trước đó tỷ phú musk từng lên tiếng về những rủi ro đối với ukraine và thế giới nếu xung đột leo thang hơn nữa ông cho biết vào tuần trước rằng tình trạng căng thẳng tiếp diễn có thể khiến kiev mất quyền tiếp cận biển đen ông đã thúc giục kiev đưa ra những nhượng bộ với moscow để đổi lấy một hiệp ước hòa bình ông cũng ủng hộ lập luận rằng những nỗ lực của mỹ nhằm làm suy yếu nga bằng cách trang bị vũ khí và tài trợ cho ukraine đã phản tác dụng kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra ông mất đã vài lần thay đổi quan điểm ban đầu ông hỗ trợ ukraine bằng cách cung cấp miễn phí các thiết bị liên lạc vệ tinh stalin tuy nhiên ông từ chối kích hoạt hệ thống này để hỗ trợ ukraine tấn công hạm đội biển đen nga ông cũng kêu gọi ukraine từ bỏ ý định giành lại Trump bán đảo sát nhập vào Nga năm 2014. Ông cũng đề nghị Ukraine tuyên bố trung lập cho phép bốn tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia trưng cầu dân ý về việc sát nhập vào Nga. Sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4 tại Brussels, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó và tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước, ông Lincoln nhấn mạnh. Tại cuộc họp báo chung, người đồng cấp Ukraine, Dmitry Kurbila nói, Ukraine xứng đáng trở thành thành viên NATO và việc kết nạp diễn ra càng sớm càng tốt. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kiev càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi xung đột với Nga nổ ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt, liên minh này khẳng định chắc chắn sẽ kết nạp Kiev, nhưng mặt khác nêu rõ Kiev chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn xung đột. Nếu được kết nạp, Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh theo Điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO. Điều khoản này quy định bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công, đe dọa cả liên minh. NATO có quyền đáp trả tập thể. NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, trong đó thành viên mới kết nạp là Phần Lan và Thụy Điển. New York Times hôm ngày 4 tháng 4 đưa tin Mỹ và Đức hiện không ủng hộ việc kết nạp Ukraine vào NATO. Hai nước được cho là phản đối việc mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7 tới. Theo New York Times, các quan chức trong liên minh do Mỹ dẫn đầu lo ngại rằng việc kết nạp Ukraine sẽ lôi kéo NATO vào cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945. ISVK, ba lãnh đạo cấp cao Nga đẩy mạnh hoạt động, NATO-Ukraine theo dõi sát. Ba nhà lãnh đạo cao cấp của Nga đã tăng cường các hoạt động thông tin nhằm thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán. NATO và Ukraine đang theo dõi sát sao các động thái này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã tăng cường các hoạt động thông tin nhằm tạo thế có lợi cho Moscow trước Ukraine và NATO các nhà phân tích quân sự tại ISVK ghi nhận nỗ lực của ông Sogu nhằm cảnh báo Pháp nhằm hạn chế hỗ trợ cho Ukraine. Đây được cho là một phần quan trọng trong hoạt động thông tin rộng lớn của Moscow nhằm thuyết phục các nước phương Tây thúc ép Ukraine phải tham gia vào các cuộc đàm phán bất bình đẳng theo các điều khoản của Nga. Điện Kremlin đã sử dụng hoạt động cung cấp thông tin chung này về sự leo thang với NATO, đặc biệt nhắm vào Pháp sau lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu phương Tây tăng mức độ và hình thức hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Ông Peskov nói rằng NATO và Nga đang đối đầu trực tiếp. Như vậy, Moscow sẽ tăng cường các hoạt động thông tin nhằm buộc phương Tây phải tự kiềm chế. Ông Peskov hôm ngày 4 tháng 4 cho biết quan hệ giữa Nga và NATO đã trượt xuống mức đối đầu trực tiếp và NATO đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc NATO tiến gần hơn đến biên giới Nga, có thể ám chỉ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh gần đây, đồng thời cho biết NATO đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự gần Nga hơn. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng các quan chức Nga từ lâu đã cố gắng miêu tả NATO và phương Tây là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga để biện minh cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin ở Ukraine. Ví dụ vào ngày 18 tháng 3, nhà lãnh đạo nga vladimir putin nói rằng một cuộc chiến tranh toàn diện giữa nga và nato là điều không mong muốn tuy nhiên có thể xảy ra tuyên bố lặp đi lặp lại của ông pescot rằng nato và nga đang đối đầu trực tiếp có thể vẫn là một phần trong chiến dịch kiểm soát phản xạ của nga sử dụng ngôn ngữ đe dọa để trì hoãn và ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng về sự hỗ trợ của phương tây đối với ukraine câu chuyện này của điện kremlin cũng có thể là một nỗ lực nhằm miêu tả các hoạt động phòng thủ của NATO là mang tính khiêu khích. Ông Laroth cũng thúc đẩy các hoạt động thông tin, tỏ ra quan tâm đến các cuộc đàm phán. Ông Laroth tận dụng cuộc gặp với hàng chục đại sứ nước ngoài từ các quốc gia ngoài phương Tây để lên án công thức hòa bình của Ukraine, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về những điều kiện có lợi cho Điện Kremlin. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với trưởng các phái đoàn ngoại giao tại Moscow ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này. Ông nhấn mạnh đàm phán chỉ diễn ra dựa trên những điều kiện bình đẳng và trước tiên phải dựa trên thực tế mới, dựa trên lợi ích an ninh của Nga. Theo ISVK, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với lực lượng NATO khi tiến hành cải cách quân sự, tái lập quân khu Leningrad và quân khu Moskva ở phía tây nước Nga. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 4 tháng 4 của ISV. Thứ nhất, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết NATO và Nga đang đối đầu trực tiếp, có thể là một phần trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tăng cường các hoạt động thông tin hiện có nhằm buộc phương Tây phải kiềm chế. Thứ hai, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, tướng lục quân Valery Rezashimov đã kêu gọi các thành viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS tăng cường hợp tác chống lại các mối đe dọa từ phương Tây. Thứ ba, Điện Kremlin đã sử dụng hoạt động thông tin leo thang tổng thể này với NATO để nhắm mục tiêu cụ thể vào Pháp sau những lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Emmanuel Macron đối với phương Tây nhằm tăng mức độ và hình thức hỗ trợ an ninh mà nước này cung cấp cho Ukraine. Thứ tư, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã thúc đẩy các hoạt động thông tin để thể hiện sự quan tâm đến đàm phán và những nỗ lực thông tin phối hợp giữa các ông Lavrov và Shogu có thể báo hiệu một đợt hùng biện mới của Nga liên quan đến các cuộc đàm phán. Thứ năm, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tiếp tục cố gắng căng bằng các nỗ lực cạnh tranh của Điện Kremlin nhằm định hình kỳ vọng của công chúng về chiến dịch quân sự kéo dài của Nga và xoa so dịu những lo ngại của công chúng Nga về hậu quả kinh tế do chiến tranh và di cư lao động. Thứ sáu, ngày 4 tháng 4, quân đội Nga thực hiện cuộc tấn công cơ giới theo hướng Chasoya phía tây Bakhmut và tiến đến vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây cũng đã có những bước tiến mới được xác nhận gần Bakhmut và Donetsk. Thứ tám, một quan chức cấp cao giấu tên của NATO cho rằng các cơ quan tình báo của NATO không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng huy động cục bộ quy mô lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.